Xe 7 chỗ tông trực diện ô tô tải trên quốc lộ 20 Lâm Đồng, 3 người tử vong. Vào khoảng 3 giờ 47 phút ngày 8 tháng 7, tại km 184+450, quốc lộ 20 thuộc địa phận thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe 7 chỗ khiến 3 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm soát 50H00296 do tài xế Lê Như Anh, sinh năm 1995, ngụ tại Bình Định, lưu thông theo hướng Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chạy đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe 7 chỗ biển kiểm soát 93A04594 do ông Trần Văn Quân, sinh năm 1981, điều khiển xe chở theo 6 người cùng ngụ tại Bình Phước, lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến bà Trần Thị Cúc Hoa, sinh năm 1945, bà Hoàng Thị Thẩm, sinh năm 1967 và bà Trần Thị Thu Trang, sinh năm 1970 tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 4 người còn lại trên xe được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Trần Văn Quân điều khiển xe 7 chỗ đi không đúng phần đường quy định.